Thử tái hiện Conan ngoài đời thật 100%, chàng trai nhận về hàng triệu lượt xem và cái kết không ngờ. Thám tử lừng danh Conan luôn có sức hút rất riêng với khán giả, nhất là với những vụ án được đầu tư công phu, phức tạp và khó đoán. Thậm chí có một số thủ thuật còn khiến người xem bất ngờ với mức độ tính toán quá sâu sắc. Vừa qua, một tài khoản TikTok có tên MiCLCCC đã khiến ai nấy đều vô cùng bất ngờ khi mà tái hiện nhiều vụ án ly kỳ trong Thám tử lừng danh Conan. Chủ tài khoản này đã dùng cách thức vật dụng y hệt làm lại những gì Conan đã diễn tả trong tập phim để xem liệu kết quả có thật sự có như trong phim hay không. Chàng trai đã thử qua không ít vụ, đầu tư mọi thứ và sắp xếp chúng song song với phần mô tả của Conan trong video của mình để người xem tiện so sánh. Điều bất ngờ là những lần mà chàng trai này thử sức theo Conan đều thành công, nhiều khán giả đã tỏ ra vô cùng bất ngờ và thích thú, đồng thời chia sẻ những video của tài khoản này một cách chóng mặt. Một số ý kiến còn dành lời khen ngợi cho tác giả của Conan khi đã thiết kế ra những vụ án, những chiêu thức tinh vi nhưng thực chất rất logic. Được biết, Thám tử lừng danh Conan là một trong số những phim hoạt hình Nhật Bản rất được yêu mến tại Việt Nam. Phần điện ảnh thứ 25, Nàng dâu Halloween đã trở thành phim hoạt hình Nhật Bản có doanh thu cao nhất mọi thời đại, vượt mốc 50 tỷ đồng.